Hello, xin kính chào tất cả các bạn. Mình đang đứng ngay cái chỗ này là trước sân nhà của đứa con trai lớn của mình, chuẩn bị lái xe đi mua cà phê sáng, trà đá. Đó thì đây là trước sân nhà của đứa con trai của mình. Nó mua căn nhà này cũng mấy năm, 2 3 năm gì đó. Từ lúc con trai của mình nó mua nhà, không bao giờ mình khoe khoang với bà con trong gia đình. Tại thường thường người ta nói á, thùng rỗng á thì nó hay kêu to lắm, cho nên mình từ xưa tới giờ mình gặp bất cứ là ai, không bao giờ mình nói là con trai của tôi có căn nhà hay làm chủ nhà. Nó thì cái nhà của đứa con trai của mình nó có cái bãi đậu xe riêng, cái gara đó, còn cái sân cỏ này là mình muốn đổ xi măng hay là quyền làm cái gì đó gà quyền mình. Nhưng mà ở bên Mỹ thì mình nên giống như hàng xóm, ví dụ như hàng xóm người ta không có làm hàng rào, người ta cỏ không thì mình cũng nên làm giống như người ta, chứ đừng có làm theo hơi khắt khác. Thì nếu như mà mình muốn ở Mỹ tự do, nhà của mình, đất của mình muốn làm hàng rào, mình muốn dán xi măng cái gì đó là quyền của mình. Đó thì ở đây có cái gara nè. Nếu mà mình muốn có xe nào mà quý, đồ quý đó, đó mình muốn đậu xe mình vô cái gara đó, thì mình vô đó mình đậu xe này của đứa con trai nè. Còn cái xe này, cái xe mình thuê. Bây giờ chuẩn bị lái xuống đầu đường mua trà đá. Ở đây là cái bang Virginia. Virginia thì giá cả nhà tùy theo nhỏ lớn, mua bao nhiêu cũng được đó. Mà từ hồi con trai của mình mua nhà tới giờ đó, mình không bao giờ mình khoe khoang, mình đi qua bên nhà bà cô của mình thăm á, chưa bao giờ đi thăm bả. Từ đó giờ chưa bao giờ khoe, nói thằng con trai nó mua nhà ngon rồi. Còn mấy cái người mà giống như hồi nào tới giờ người ta không có của cải bằng tay trắng nghèo nàn á, cái người ta khi mà người ta có đó, mới có hồi tanh chút xíu là người ta khoe tùm lum tùm lá đó. Còn riêng cá nhân về mình đó, thì giống như mình thường nói đó, là ngày xưa mình đi qua viện mồ côi đó, cô nhi đó, thì may mắn được cái gia đình giàu họ đem mình về họ nuôi, cho nên mình đã từng trải qua sống trong một cái gia đình rất là giàu. Gia đình của Mỹ mình ngày xưa đó là có nuôi ngựa, ngựa mà nuôi mà để giống như nuôi để sở hữu, để giải trí á, chứ không phải là nuôi kiểu như công nghiệp thương mại. Còn mà tàu mà một chiếc giá trị giá từ 100 ngàn đô trở lên, đó là có 2 chiếc đậu ở bên. Mà từ hồi xưa tới giờ mình không bao giờ mình đề cập tới vấn đề này cho ai đó, tại vì mình đi thăm một vài người bạn đó. À, ngày xưa thì họ cũng nghèo giống như mình, cái bây giờ cái họ ăn nên làm ra, được chút đỉnh cái bắt đầu khoe khoang thành tích.
ngồi ở trong bàn tiệc hỏi mình đi qua Mỹ lâu rồi, có của cải, có mua nhà gì chưa, con trai của mình lập gia đình rồi, có mua nhà hay chưa. Ở ngoài sau cái nhà đó có một miếng đất cũng lớn lắm. Nếu như mà mình muốn làm một cái hồ bơi á cũng được, nhưng mà thường thường mấy cái vùng lạnh á thì không có nên làm hồ bơi. Như ở Texas ở dưới bang Florida á, thì nên. Hey Andy, we leave now. Oh, 1 hour. Okay, so I have time to go get my beer, tea. Oh, okay. Đứa con trai lớn đó, đó. Nhà này là nhà của nó đó. Hôm nay ở bên Mỹ lễ phục sinh thì người Mỹ người ta đi nhà thờ rất là nhiều. Còn gia đình của mình thì chuẩn bị đi ăn điểm sắm, tại lâu lâu á qua thăm đứa con. Mà con cái nó có gia đình riêng á là mình để cho nó có cái hạnh phúc riêng, chứ mình không có về sống chung với nó đâu. Còn cái văn hóa của người Việt Nam của mình, con nó có nhà vậy sao không về sống với nó đi, phụ nó giữ em bé giữ cháu nội rồi thôi cho mình sinh đi. Để mình bước vô mình hỏi đứa con của mình coi nó có uống cái gì không. Gia đình chuẩn bị đi ăn điểm sắm mới bước vô hỏi đứa con uống gì không. Nó nói chút nó đi qua bên cái chỗ điểm sắm là của người Việt Nam của mình làm chủ đó, qua bên đó nó uống cà phê Việt Nam. Giờ mình bấm bản đồ chỉ đường từ đây tới cái quán cà phê Starbucks tầm 5 phút à. Đâu tới 5 phút đâu, 3 phút à. Đứa con của mình nó mua nhà ở đây 3 năm. Từ đó tới giờ mình không có bao giờ mà mình khoe khoang với ai hết á, tại vì nhà cửa đồ xe cộ đồ ở bên Mỹ nó cũng bình thường thôi, nó không có quan trọng. Ai muốn mua nhà làm chủ thì muốn gánh nợ thì đi ra dây ngân hàng rồi mình trả góp vậy thôi. Take the
next right onto Long Bridge Road, then turn left onto Fox Hill Road. Đó, cái đường cảnh ở đây là cái đường nhà hàng xóm của đứa con trai của mình. Turn left onto Fox Hill Road. Cách nay mấy hôm á mình ghé thăm bà cô của mình ở bên cái bang Florida đó, thì xuống thăm bà mấy lần mà không bao giờ mình đề cập tới khoe khoang mình có đứa con, nó có mới mua nhà đồ ngon đồ này nọ, không bao giờ mình khoe. Thì cũng giống như mình thường nói á, thùng rỗng á thì nó kêu to lắm. Mấy cái người nào mà ngày xưa mà không có cái gì, cái tới lúc làm được chút đỉnh á, đối với họ rất là quý. Ở cái hướng miền Nam này á, mình đi vài phút á, trong phạm vi 5 phút á, là có quán cà phê. Còn ở bên cái hướng Đông Bắc của mình á, ở trên cái hướng Đông Bắc của mình á, thì Dunkin Donut, your destination is on the left. Starbucks này nó ở bên trong cái chợ. Thường thường ở trong mấy cái chợ á mà người ta có cái quầy Starbucks hay cái quầy Dunkin đó là tại vì người ta mua cái bản quyền. Mua cái tên á, cái thương hiệu đó, gọi là franchise á. Các bạn nhìn xem cái sinh hoạt của mình ở nước Mỹ không? Quá sung sướng luôn. Đi làm thì không có bao nhiêu mà đi chơi thì nhiều. Người ta nói nước Mỹ là một cái thiên đàng ăn chơi mà. Đó thì mình đi qua thăm bà cô của mình á, thì bà suốt cả ngày rồi vậy đó, mấy cái người đó tại vì bà dặn giàu, bạn bè rồi của bà tới, nói chung là nguyên cái nhóm của bà là dân giàu không à. Giàu là nhờ đi qua Mỹ được nhiều năm rồi lập nghiệp á, hồi xưa tới giờ bỏ ra cả đời làm ăn á, làm ăn gây dựng sự nghiệp á, rồi cái bắt đầu bây giờ cái lớn tuổi lên này cái có chút đỉnh á, là mấy cái người đó đó họ lúc nào họ ngồi xuống họ cũng nói bàn về của cải lắm. Con tôi đi du thiền chỗ này, con tôi đi du thiền chỗ nọ đồ gì đó, rồi đứa con kia có tiệm nail 200-300 thợ gì đó học sòn đồ, mua nhà cho. Toàn là nói mấy người giàu á, nói những cái điều mà về của cải không à. Đó cho nên nó không có hạp. Nó không có hạp với mình.
đó thì mấy cái người giàu á họ chỉ có chơi với mấy cái người giàu thôi, muôn đần hậu đói đó. Còn mà giống như gia đình của mình á, mình kẹt lắm vì cái lý do quan trọng là bà cô của mình á, bà lớn tuổi, bà lớn tuổi thì mình không có biết bà đi theo ông bà khi nào, cho nên mình tranh thủ mình tới mình gặp mặt bà để lỡ có bị gì đó thì mình không có hối tiếc. Đó là kẹt lắm mình mới tới, chứ hồi xưa tới giờ mấy chục năm. Mà mỗi lần mình tới đó, mình thăm bà đó, mình nói thẳng với bà cô mình luôn, mình nói con không bao giờ con gọi cho cô đâu. Mà mình không nói lý do, mình chỉ có nói như vậy để cho bà đừng có trông thôi. Chứ không thôi bà nói ủa tại sao con cháu mà 2-3 năm, 2-30 năm vậy đó. Còn mấy cái đứa em họ của mình á, thì đứa nào nó cũng khá giả đó. Thì như mình thường nói đó, mình không có chơi với mấy người giàu. Mình có ông anh họ đó, ông cái ông mà hiện tại ông làm về kỹ sư phần mềm á. Hồi lúc xưa ở bên Việt Nam á, thì anh em chơi nhau rất là thân. Thì bây giờ hoàn cảnh nó thay đổi rồi, ổng đi sang đây, ổng có sự nghiệp, ổng giàu rồi đó. Cho nên mình cũng không có qua lại với ổng, không có gọi thăm ổng. Với cái lý do đó là mấy người giàu á, họ sợ lắm, họ sợ mình lắm. Tại vì họ cho mình là không có bằng họ. Chơi với mình là lỡ như mình kẹt tiền bạc, đồ kinh tế, đồ này đó, là mình sẽ nhờ giả tới họ. Cho nên mấy cái người giàu, mấy cái người có tiền á, họ chỉ có chơi, họ chỉ có phù hợp chơi được với những cái người cùng trang lứa với họ. Thật sự mình biết mấy cái đứa em họ của mình đó, nó làm ăn với nhau rồi cái có những cái lúc mà nó thiếu thốn cần vốn là nó hay giống như mượn qua mượn lại vậy đó. Còn họ chơi với mình á, họ nghĩ mình không có tiền, không có tiền thì con người mà ai cũng muốn cái quyền lợi riêng cho họ đó. Thì mình không có tiền mà lỡ như họ cần mình á, thì mình họ nghĩ á, mình không có thiếu thốn á, mình mượn họ được. Nhưng mà tới lúc họ mượn mình á, họ biết mình nghèo, mình không có tiền, lấy đâu ra mình có tiền mà cho họ mượn đó, các bạn biết không? Cho nên không biết cái ông anh họ của mình á, ổng có nhận thức ra được, ổng có hiểu ra được là tại sao mình có Facebook của ổng nhưng mà không bao giờ mình nhắn một cái tin anh có khỏe không đồ này nọ, là bởi vì cái khoảng cách giàu nghèo đó, mình không phải là mình tự ái, không là không phải là mình kỳ thị họ, nhưng mà cái thực tế nó là như vậy đó. Thì từ xưa tới giờ 2-3 năm đứa con trai của mình nó mua nhà, 3 năm nay mình không bao giờ mình khoe với ai một cái lời nào hết, kể cả 4 đứa em ruột mình ở Việt Nam mình cũng không có đề cập tới nữa. Tại vì đối với mình á, mình như mình thường chia sẻ với các bạn á, là mình không có trọng của cải. Đối với mình á, mình nhìn xe cộ nhà cửa nó bình thường thôi. Tại vì ai sống ở trên cõi đời này á, mướn hay ở trọ hay là như thế nào thì người ta cũng có một cái chỗ che thân. Còn cái chuyện mà nhà lớn, nhà bự, nhà to nó không có quan trọng. Cái đó là cái sự ảo giác, cái sự mình tưởng tượng mà thôi. Giống như mình ở trong cái căn nhà đó, mình trang trí, mình cứ cho là mình hơn thiên hạ, nhà của mình hơn họ, sân của mình có hồ tắm, hồ bơi. Cái đó là cái về cái personal prefer của mình. Còn đối với người khác, người ta nhìn vô, người ta nói ô cái hồ tắm nó nguy hiểm quá, lỡ như có con nít 2-3 tuổi nó đi nó lọt vô đó, nó chết trôi, nó ngạt nước. Mỗi một cái người có một cái cách nhìn khác nhau. Đó thì sáng chủ nhật bỏ ra ít phút giải trí đến với các bạn. Bây giờ xin phép các bạn mình bước vô cái quán Sita Bắc mua một ly trà đá.
Hẹn các bạn lại trong những clip kỳ sau. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của các bạn. Xin chúc cho tất cả các bạn cuối tuần thật là hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt.